Hello, xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 1C, Listening, kỹ năng nghe. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần lý thuyết, gap filling, điền vào chỗ trống. Đầu tiên, bạn sẽ phải đọc cái yêu cầu và sau đó đọc các câu. Hãy đoán xem là cái từ hoặc là thông tin nào đang thiếu ở mỗi chỗ trống. Ví dụ là một danh từ, a noun, một động từ, a verb, một tính từ an adjective, hoặc là một ngày a date, a number, một con số hoặc là thời gian. Bài 1. Read the sentences. What is the recording about? What type of words is missing in each gap? Hãy đọc các câu. Cái đoạn nói này, bài nói này nói về cái gì? Những cái loại thông tin nào đang thiếu ở mỗi chỗ trống? Ở đây chúng ta có cái chủ đề ở đây đã được in đậm in chữ khác, đó là Steven's hobby, sở thích của Steven. Chúng ta thấy ở đây rất nhiều các cái chú robot. Vậy thì tiêu đề bài nói này chắc chắn là nói về cái sở thích của bạn Steven rồi. Rồi, vậy thì chúng ta cùng phân tích. Câu đầu tiên là Steven làm việc với những con robot của mình ở trong một cái nơi nào đó của bố và mẹ. Vậy vị trí đầu tiên chúng ta cần một danh từ. He watches là cậu ấy đã xem videos to learn about robotics, những cái video như thế nào đó để học về các cái robot, các con robot, công nghệ robot. Vậy ở đây thiếu một tính từ đứng trước danh từ videos. Tiếp theo, Steven's club plans to take part in a robotics competition on. Cái câu lạc bộ của Steven thì lên kế hoạch tham gia vào, take part in là tham gia vào một cuộc thi về robot. On thì có thể là ngày hoặc là cậu có thể cộng danh từ. Đấy là chúng ta phỏng đoán. Tiếp theo, những chú robot của Steven có thể làm những cái gì cho mẹ và bố của cậu ấy? Tiếp theo, Steven thì không không ngại, không 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 phiền khi mà cậu ấy mắc lỗi, bởi vì là cũng rất là vui khi có thể sửa chữa các con robot. Cậu ấy hy vọng là một ngày nào đó những chú robot của mình có thể đi vào vũ trụ hoặc là cứu cứu sống mọi người ở đâu. Thì chúng ta có thể đoán ở đây là một danh từ, có thể là một bệnh viện chẳng hạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nhé. One C, exercise two, page 20. Hi, I'm Stephen Sanders, and I'm 15 years old. I go to school, do my homework, and hang out with my friends during the week. But on Saturdays, I'm in my parents' garage building robots. I learn how to design, build, and program robots from online videos. And I'm also in a local robotics club. We take part in competitions together, and sometimes we win prizes. Our next competition is on the 8th of May. We've got a design for a robot guard dog, and I think we can win. I also work on my own projects at home. I try to build useful things like machines that can help my parents with the chores. I make a lot of mistakes, but I don't get upset when something goes wrong. I think it's fun to fix the problems. It's hard work and it takes a long time, but suddenly the robot comes to life and it's all worth it. I plan to turn my hobby into a full-time job. I want to go to university and study robotics, and then who knows? Maybe one day I can build a robot for NASA to send to another planet, or a robot doctor to work in a hospital and save lives. Em đã nghe xong, ở vị trí đầu tiên chúng ta sẽ điền từ garage là cái gara để xe ô tô đấy. Online là trực tuyến. The 8th of May, ngày 8 tháng 5, chores là những cái việc vặt. Việc vặt trong gia đình. Hospital đây là bệnh viện. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại cái lời lời thoại nhé. Xin chào, tớ là Steven Sanders, tớ 15 tuổi, tớ đi học làm bài tập về nhà
và chơi với bạn bè trong suốt tuần. Nhưng vào những ngày thứ bảy thì tớ ở trong cái gara của bố mẹ tớ làm những chú robot. Tớ học làm thế nào để thiết kế, xây dựng và lập trình những chú robot từ các website online, và tớ cũng có mặt trong tham gia một câu lạc bộ của robot của địa phương. Tớ tham gia vào những cuộc thi cùng chúng tớ tham gia những cuộc thi cùng nhau và đôi khi thì cũng giành được giải thưởng. Cái cuộc thi tiếp theo của chúng tớ diễn ra vào ngày 8 tháng 5. Chúng tớ đã có một cái thiết kế cho một chú chó trong nhà robot và chúng tớ nghĩ là chúng tớ có thể thắng được. Tớ cũng làm việc rất nhiều, cũng đang làm việc rất nhiều dự án của mình ở nhà. Tớ cố gắng thiết kế những thứ có ích như là máy móc mà có thể giúp đỡ bố mẹ tớ công việc nhà. Tớ mắc lỗi rất nhiều nhưng tớ không buồn khi có lỗi xảy ra. Tớ nghĩ thật là vui khi có thể khắc phục những vấn đề đó. Nó là một công việc vất vả và cũng chiếm khá nhiều thời gian. Nhưng đột nhiên những chú robot hòa nhập với cuộc sống và cũng rất là đáng giá điều đó. Tớ có kế hoạch là biến sở thích của mình thành một công việc full time, là công việc ngày đấy. Tớ muốn đi học đại học và nghiên cứu về robot, và sau đó ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Có thể một ngày nào đó tớ có thể thiết kế một con robot cho tổ chức NASA gửi để có thể chuyển nó đến một những cái hành tinh khác, hoặc là một chú robot bác sĩ làm việc ở bệnh viện và cứu sống con người. Bây giờ xin mời các em cùng chuyển đến phần 2, phần tiếp theo. Multiple choice là trắc nghiệm. Với những câu trắc nghiệm thì em cần đọc câu hỏi trước khi nghe. Hãy chọn đáp án vào lần nghe đầu tiên, và lần thứ hai chúng ta sẽ kiểm tra đáp án cũng như là điền nốt những cái câu nào chưa nghe được. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài nghe. Number 3. Listen to a dialogue between Mark and Nancy. For questions 1 to 5, choose the best answers A, B or C. Hãy nghe một đoạn hội thoại giữa hai bạn Mark và Nancy. Với những cái câu hỏi từ câu 1 đến câu 5, hãy chọn các đáp án thích hợp A, B hoặc C. Câu số 1. Where does Mark go on Saturdays? Vào những ngày thứ bảy thì Mark đi đâu? Câu A là đến trung tâm thương mại. Câu B là tập bóng rổ. Và câu C là đến siêu thị. Number 2. Who likes shopping for clothes? Ai thích mua sắm quần áo? Nancy, Mark, Mark's sister. Nancy, Mark hay là chị gái của Mark? Number 3. Nancy doesn't. Nancy thì không làm gì. Do the washing up là giặt giũ. Do the laundry là rửa bát này, đầu tiên là rửa bát, thứ hai là giặt là, thứ ba là vacuum the rugs là hút bụi cho thảm. Number 4, what does Mark usually do in summer? Mark thì thường làm gì vào mùa hè? Câu A là đi picnic, câu B là thăm viện bảo tàng và câu C là thăm họ hàng của mình. Number 5, what time do Mark and Nancy agree to meet? Vậy thì Mark và Nancy đồng ý gặp nhau lúc mấy giờ? Đây chúng ta có các giờ. Bây giờ chúng ta hãy nghe nhé. Exercise 3, page 20. Hey Mark, that was fun. Do you want to play basketball again on Saturday? Sorry, Nancy, but on Saturdays I usually go shopping with my mum. Do you go to the mall? No way. I help her do the shopping at the supermarket. My sister always goes to the mall, but I hate shopping for clothes. Me too. I hate all kinds of shopping. I never even go to the supermarket, but I still help my parents at the weekends. I do the laundry and vacuum the rugs. I never do the washing up, though. I always break things. So how about Sunday? Are you free then? Well, in summer, I usually go on a picnic with my family on Sundays, but my parents have got tickets to visit a museum, so I guess I'm free. Great. Let's meet at 10 o'clock. Hang on. Sorry.
I always chat to my cousin online on Sunday mornings. He lives in Australia, so it's 7 in the evening when it's 10 o'clock here. Let's meet at 11:30 instead. Okay, see you at the basketball court on Sunday. Em đã nghe xong, vậy chúng ta đã có các đáp án. Bây giờ chúng ta cùng đến với cái lời bài nghe em nhé. Hey Mark, thật là tuyệt, thật là vui, cậu có muốn chơi bóng rổ vào thứ bảy không? Xin lỗi Nancy, nhưng vào thứ bảy thì tớ thường đi mua sắm với mẹ. Cậu thường đi đến trung tâm thương mại à? Không, đời nào tớ giúp bà mua sắm ở siêu thị. Vậy đầu tiên chúng ta có là supermarket. Supermarket là siêu thị. Chị của tớ thì luôn luôn đi đến trung tâm thương mại, nhưng mà tớ ghét đi mua quần áo. Rồi vậy đây chỉ là chị của bạn đi mua quần áo. Me too, tớ cũng thế. Tớ ghét tất cả các loại mua sắm. Tớ không bao giờ đi đến siêu thị, nhưng mà tớ vẫn giúp bố mẹ vào những ngày cuối tuần. Tớ giặt rũ này, quét dọn, hút bụi cho Thảo. Nhưng mà tớ không rửa bát. Tớ luôn luôn làm vỡ mọi thứ, do vậy tớ không bao giờ rửa bát cả. Vậy thì chủ nhật thì sao, cậu có rảnh không? Ồ, vào mùa hè thì tớ thường đi picnic với gia đình vào những ngày chủ nhật, nhưng bố mẹ của tớ thì đã có vé đi viện bảo tàng, do vậy tớ đoán là tớ rảnh. Ồ, vậy gặp nhau lúc 10 giờ nhé, giữ máy đã. Tiếc quá, tớ luôn luôn nói chuyện với họ hàng của tớ trực tuyến vào những buổi sáng chủ nhật. Tớ sống, cậu ấy sống ở Australia, do vậy 7 giờ vào buổi tối thì tương ứng với 10 giờ ở đây. Vậy gặp nhau lúc 11:30 nhé. Ok, vậy thì các bạn sẽ gặp nhau ở sân chơi bóng rổ. Chúng ta chuyển đến phần cuối cùng, fun time là phần vui vẻ. Hãy nhìn vào cái bộ phim hoạt hình ở dưới. Hãy chọn cái cụm đúng. What are you doing? Cậu đang làm gì đấy? I'm looking after my dog. I'm looking forward to my dog. Tớ đang chăm sóc chú chó của mình. Hay là tớ đang mong đợi chú chó của mình. Ở đây là chăm sóc. Vậy chúng ta sẽ chọn từ cái cụm động từ looking after. Looking after là chăm sóc. Còn looking forward to tức là rất là mong đợi thôi. Bài hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong phần tiếp theo.